Chào anh em nào, hôm nay mình sẽ review một cái lốc nguyên bản đầy đủ lắp cho con Hyundai Putter nhá. Đời mới, con này là chạy dây bản 70k nhá. Lốc xịn nguyên bản đây, đầy đủ đây, nhập khẩu luôn. Đó, đây. Nhập từ Hàn Quốc vào đấy, Korea luôn nhá. Đấy, con này là của Halon. Công ty Halon. Nó thuộc HCC đấy, nhưng mình dân mình thường gọi là HCC mà. Đây, xem cái lốc đầy đủ nguyên bản nó như nào nhá. Đây. HCC này. Korea. Đây các bạn nhìn cái mặt bích của nó đầy đủ, riêng cái những cái lốc nhập khẩu nguyên bản xịn của nó đầy đủ ấy, thì tất cả những cái tem mác nó đều đầy đủ hết, kể cả như nhìn những cái mặt hít này nó đều dập chữ HCC trên này, rồi là cái mã vạch của nó, mã số đều có hết, tiếng hàng nhập khẩu ra cũng thế, đầy đủ. HCC này. Thằng này là chạy bully bản 70k nhé. Chạy cái bản nhiều rãnh này thì dây cu loa nó bền hơn là đời chạy bản một rãnh. Ví dụ một rãnh thì là nó thuộc đa số là chạy bản A. Còn đây là chạy bản 70k, 7 rãnh. Đấy. Nhìn tổng thể nguyên bản cái lốc đây. Cái lốc xịn sò của nó thì bao giờ cũng đầy đủ hết tất cả các họa tiết này, nhà sản xuất. Thân lốc này thì là thân lốc thường, nếu mà dân thợ mình ấy, thì thường gọi là dân lốc HS15. Còn nô thân này thì là nó thuộc là thân nắp ghép, tức là hai mảnh đây. Nhưng mà đời lốc này là vẫn chạy đời mặt hít nhé, tức là khi mình bật AC ấy, thì là nguồn điện nó xuống đây thì là quận từ trường làm việc này, quận điện ấy làm việc tạo từ trường thì nó đóng mặt hít đi mà đấy, là quay cái cơ cấu bên trong, chuyển động bên trong. Thì cái này nó kết nối giữa hai cái mặt này, bên trong cái thân này là nó piston, còn nó kín khít là cái giữa cái thớt khớp đối này là có gioăng nhé, kể cả cái mặt bích này thế này đều có gioăng hết. Đó. Đây là mình vừa bóc tem một cái lốc nhập khẩu nguyên bản từ ở Hàn Quốc về đấy, hay là gọi là Korea nhé. Cái lốc nhập khẩu nguyên bản thì bao giờ nếu nhìn này các bạn nhìn nó đầy đủ hết, kể cả từ những cái mặt bích này đầy đủ, không thiếu chi tiết gì, xịn sò từ những cái con ốc bắt này, các thứ này. Quay tổng thể cho các bạn xem, cái nhà máy người ta lắp ráp là đều có dấu vạch sơn hết. Đây mình với giới thiệu xong cho anh em cái lốc lắp cho con Hyundai Putter. Anh em có nhu cầu tìm hiểu dòng sản phẩm này thì liên hệ qua số điện thoại 0769086333. Hỗ trợ tư vấn là lắp đặt, thì nếu như mà các bạn mà lắp đặt thì có thể là qua xưởng mình, địa chỉ gara ô tô là số 1 ngõ 319 Tam Trinh, Hà Nội nhé. Người trực tiếp tư vấn sửa chữa qua số điện thoại 0856727222. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.